Hello mọi người, hôm trước em có quay cái tập Khẻ gia đình đi siêu thị nội thất IKEA thì em có chọn được cái ghế. Bữa nay là mua một cái ghế nhưng mà không có trong danh sách chọn từ hôm trước. Đây, nếu như mà mua nội thất của siêu thị nội thất IKEA về nhà thì sẽ phải tự lắp như thế này. Đây là một cái ghế sofa mà ban ngày là ghế, ban đêm có thể kéo ra thành cái giường ngủ. Đây, ông chồng em đây và bố chồng em, hai người sẽ đảm đương nhiệm vụ lắp ráp. Để tí em cho mọi người coi thành quả nha. Đây là ông con. Đây, hai thằng cu con nhà em đang ngồi hóng hớt. Đây là chọn theo ý thích của em. Cái ghế của nó sẽ là màu hồng. Nhà em không có cái tông nào mà nó vô với cái tông nào hết trơn. Cái tủ thì màu xám. Cái sàn thì gỗ. Rồi nội thất ở chỗ bàn tivi thì là màu gỗ cổ điển. Đó, nhà em không có cái màu gì mà nó ra cái màu gì hết trơn. Em chọn theo ý thích, thích màu gì là mua màu đó, không có tông sẹt tông cái gì hết trơn nha mọi người. Cái này là cái đúng, cái này sai, được không? Theo hướng này đúng này. Đấy là đúng. Nó chỉ là đây này. Cái này chưa lắp, cái này đó này. Mình phải lựa xem cái hướng nào. Đây hướng này là chuẩn này. Đây này, được không? Cái lỗ to này. Lỗ này lỗ bé này, bên này. Được. Đó thì đúng không? Đúng. Ý nó gọi là cái hướng ấy, cái mặt này không phải. Vâng, mặt này không phải, phải mặt này này. Mặt này. Đó. Ừ. Đây này. Để nó cái không, nó lại hạ xuống. Đứng như thế rồi. Để đi hạ xuống. Pipi. Pipi gì để im mà. Mẹ nhìn kì. Kệ nó đi. Ai cho con dậm lên đấy á? Hả? Cây không? Wow. Hơi cây à? Trời ơi, cái thằng kia. Hả? Trời ơi, mở tủ lấy đồ quậy vậy con. Trời ơi. Tháo lắm rồi nha. Rồi. Ôi trời ơi. Quậy quá trời quậy à. Kìa lấy tay móc. Ai cho? Một khi mẹ đã không cho thì con đừng có hòng mà nghịch, nghe chưa? Bốn chân là bằng nhau cả. Bốn chân ở trên thì bằng nhau. Còn cái chân này là chân giường. Sao lại canh nhé? Vít nào ấy chứ. Nhưng mà cái nào nó giống nhau cái này. Thì nó giống nhau nhưng mà bố phải xoày đúng đầu. Đầu tiên là to này mày. Đấy. Xong rồi vít nó vào này. Hai bố con đang mò mẫm. Nhưng mà mình dùng cái ngắn. Đúng không? Đây này. Nó bảo là chỉ đạo nghệ thuật. Xé đi. Chọc thủng cái lỗ xé ra. Cái vít ở đâu vậy ông nhỉ? Ở trong tủ, ở trong túi. Mới làm à? Đi ra. Mẹ bảo nè. Ui cứng lắm. Cứng lắm, cứng lắm. Phải có cái gì nhọn nhọn mới ấy được. Nào để mẹ cắt cái này ra cho con cho nó xì. Trời cái kéo gì mà cắt trim cũng được vậy ta. Trời cái kéo. Ôi kéo xịn quá. Xin xịn ghê luôn. Chờ con biết xả rồi. Xả rồi con. Đó, đúng rồi. Xé đi. Giúp mẹ đi. Đây, tỏi làm cái dựa đây. Tỏi cũng giúp bố chứ bộ.
Cho mày giặt chân mày đã. Tỏi. Mang cái đó lại cho nó phì lên, con phì dỗ cho nó phì lên chứ. Nó phải phì cái gối lên chứ. Con đập vô bụng nó. Phì chứ. Cho nó không xì lên nhỉ. Từ từ nó mới xì lên chứ. Đang ép cho con rồi. Để mồ hôi lắm. Cắt đi. Cắt đi của em. Phồng lên. Mẹ chị cho nó cho cái múa mà xù tới nhỉ. Mẹ làm cho nó phồng cái gối lên. Con lấy cái mặt con ra đi xong rồi. Con lấy son của mẹ hết. Cất lên trên cái tủ kia cho bố nhé nghe. Cùng đây, ra đây. Cùng vẫn mua vải. Gọi là bé luôn. Cái đó bỏ không nhé. Đấy, để ông lên trên tivi á. Rồi. Còn mấy năm tôi phải đi đấy. Còn mấy năm rồi là thay. Mấy năm. Phải tham cần biết được. Dạ. Cái ghế kia là 4 năm rồi. 4, 5 năm rồi bố. Từ lúc con chưa để làm cũ không hả? Từ cái lúc mà tụi con sang lần đầu tiên. Thì cuối năm 2017. Mấy con kìa, nó tổ điện, nó giật từ nãy đến giờ không cho nó ra chỗ khác. Cái tội nãy giờ không trông con mà đi làm tào lao tào lộ. Như này này. Nó phải như này đúng không? Cởi lắp cái ghế. Đây có hai lắm. Chồng để không khó. Chồng khó. Chồng khó. Trời ơi. Tối biết tay. Bước cái đầu. Hiện trường của sự bày bừa. Rất là lăng xả, rất là cố tâm. Bao nhiêu đó? Bao nhiêu đó? Không biết phải được 2-3 năm nữa. Lại bệnh như là mẹ, lại bệnh như mà lép. Em yêu. La đi con. Con la đi, con không la nữa không à? Ờ, ông thôi. Đã xong. Cái giường tối ngủ. Giường to không bố? Đó. Bố làm xong rồi nè. Con lại ăn cả bánh mì rơi vào đây vậy thằng này. Cái gối hơi của chú nó chưa có phì lên nha mọi người. 72 giờ sau nó mới phì căng. Trời ơi.
Hai người này làm cái chặt. Chặt đâu mà chặt, hai người ôm nhau không được. Bố này là chặt. Vẫn to cái cũ mà. Dạ. Tỏi đưa gói cho bố quên. Nhặt gói đưa lên. Gói không để gần một người. Nhà mình chưa có bao giờ mà ba người ngồi trên ghế không? Chơi với Hấu ngồi lên. Ồ. Ồ. Mới ca của em nè. Ồ, thích quá. Nó. Cái cười. Ồ. À lát nữa cô lắp cho con nhé. Đã hoàn thành xong cái ghế đó, ba ngày nó là một cái ghế nhỏ gọn như thế này thôi. Nhưng mà tối ra nó sẽ thành một cái giường. Cảm ơn mọi người đã từ nãy tới giờ đã theo dõi cái clip của em. Mọi người nhớ subscribe cho gia đình Kỳ Hân nha.